Xin chào anh em. Hôm nay thì đầu tuần thứ hai cũng hơi bận một chút, nhưng mà vì anh em hỏi nhiều quá cho nên là Việt Anh Auto hôm nay sẽ hướng dẫn qua anh em là cách câu đường hình ra, tức là một vài dòng xe cao cấp ấy, ví dụ như Lexus này, rồi một vài dòng Toyota mới đời mới chẳng hạn, thì anh em có không lắp được màn hình gối, tức là không có đường hình ra cho những cái dòng màn đầu đầu DVD nguyên bản của xe, tức là nó sẽ chỉ hiển thị lên cái phần màn hình chính của xe thôi. Nhưng mà các bạn muốn lắp thêm màn hình gối, cho nên là quá nhiều người hỏi về anh Auto, cho nên hôm nay về anh Auto sẽ làm một clip hướng dẫn qua cho anh em, để cho anh em có thể là tham khảo trên đó để có thể lắp được cho rất nhiều dòng xe hiện đại đời mới bây giờ. Đấy, ví dụ thì hôm nay tôi có thể ví dụ cho các bạn như là đây là chiếc xe đầu DVD của chiếc xe IS250 2019 bây giờ. Đây, hôm nay tôi sẽ làm một clip nhỏ hướng dẫn qua cho anh em thôi. Nó là clip hướng dẫn lắp đặt nhé, cho nên là tôi không làm trau chuốt một gì cả, tôi sẽ làm chỉ đơn giản cho anh em dễ nhìn thôi. Với dòng Tota thì hai bên này mỗi bên có bốn con ốc, anh em có thể dùng T8 hoặc dùng tô vít có thể vặn ra được. Đấy. Đưa ra ngoài. Đây, em cứ quay sát vào đây một chút. Tôi sẽ làm nhanh thôi, bởi vì là cái căn bản đầu tiên thì anh em phải nắm bắt căn bản của nó, thì khi mà vào một dòng xe lạ, nói thật là tôi cũng chưa câu con IS250 này một lần nào đâu, nhưng với những kiến thức của tôi thì đã từng làm dòng GX460 này, LX570 hoặc là GX350 rồi, tất cả những dòng đời mới rồi tôi đã câu hết rồi. Thế cho nên là tôi sẽ xử lý và hướng dẫn cho anh em để anh em có thể là vào bất kỳ một dòng Lexus nào anh em cũng đều có thể làm được. Thì cũng như anh em đã biết là bản thân Lexus thì bắt đầu từ khoảng năm 2012 thì đã là chạy bằng cáp hết rồi, chạy bằng cáp, chạy bằng đường ken hết rồi. Chạy lên nó sẽ không chạy đường hình như bình thường nữa, mà nó sẽ chạy bằng đường tín hiệu hình bằng bằng ken, nó sẽ chạy chuyển đổi qua một đường cáp để lên màn hình. Nên chúng ta sẽ không câu từ trên cái đường cáp đấy được nữa, bởi vì đường cáp nó sẽ điều khiển rất là nhiều thứ ở đấy. Đường cáp đấy nó sẽ điều khiển là điều hòa này, lệnh điều hòa này, lệnh hình này, rồi một số tín hiệu điều khiển đều qua cái đường cáp đấy. Thì chúng ta sẽ không câu được hình thẳng vào cái phần đường cáp đấy được. Thế cho nên là chúng ta sẽ phải câu từ trên cái vỉ ổ đĩa của cái màn hình. Nhưng để xác định được chân nào thì chúng ta sẽ phải học một chút để biết một chút kinh nghiệm. Đấy, như anh em. Với tôi thì thật ra là thời gian không có nhiều đâu, nhưng mà tôi sẽ không ngại giấu anh em, tức là sẽ tư vấn cho anh em tất cả từ đầu đến cuối để anh em có thể nhìn và làm được. Thậm chí là nếu những mà bác nào sử dụng dòng xe này mà thích lắp màn hình gối cũng có thể tự làm được, nếu mà đam mê, đủ đam mê thì sẽ làm được hết. Đây thì sau khi tháo lắp ra tất cả toàn bộ mọi thứ thì chúng ta có thể quan sát được, thì tôi sẽ hướng dẫn anh em qua cách câu từng dòng màn hình một. Thì thực ra bản thân của dòng Lexus và dòng Toyota thì nó sẽ chỉ chia ra hai dòng đầu thôi, một hai dòng đầu, ví dụ như dòng Puller và dòng Panasonic chẳng hạn. Đấy, thì ví dụ đây là dòng của Puller này, thì chúng ta sẽ câu theo một kiểu hoàn toàn khác. Còn dòng Panasonic chúng ta sẽ câu theo một kiểu hoàn toàn khác. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn anh em câu qua cái dòng filler này. Dòng filler này để anh em có thể là dễ dàng xử lý với bất kỳ con filler nào trên dòng xe Lexus nào. Tháo lắp thì cũng khá là đơn giản đấy, anh em có thể tự tháo lắp được hoàn toàn, nhấc ổ đĩa ra. Tô vít thì lấy cái tô vít là có lâm châm một chút để đỡ tránh rơi phần ốc ra ngoài. Đấy, nói xong. Rồi, ok, không sao, chưa được một lên. Đây, chúng ta đưa ra ngoài. Thì thực ra là dòng này thì tôi chỉ lưu ý anh em một chút là cái cáp nó rất là mỏng, cái cáp phần dưới ổ đĩa nó là cáp lụa cho nên rất là mỏng, nên anh em phải lưu ý hết sức là cẩn thận. Đây, quay sát vào, em quay sát vào phần dưới đây. Đây, cái cáp này thì có phần cá đây, các bạn đưa móng tay vào cậy nhẹ phần cá ra, nó bật cáp ra. Đấy, cáp lụa này thì rất là mỏng. Cáp này chúng ta thì cáp này cũng khá là đắt tiền, bởi vì ở Việt Nam mình chúng ta chưa có cáp này, cho nên anh em phải làm hết sức là cẩn thận. Đây thì như anh em cùng quan sát đây, thì đa số tất cả các dòng filler chúng ta sẽ nhìn được là cái chân rất là nhỏ của nó đây. Chân rất là nhỏ. Đây chúng ta sẽ nhìn thấy được là chân compo này đây. Đa số dòng filler là chân có chữ compo này. Chúng ta sẽ câu thẳng vào cái phần chân đồng này, là cái phần chân ra hình của, bởi vì từ lệnh lệnh từ ổ đĩa này, từ cái mắt đĩa này chúng ta sẽ điều khiển vào IC, từ IC điều khiển ra cái chân cáp này, xong từ đấy chúng ta mới xuống phần ổ đĩa phía dưới, và từ phần ổ đĩa phía dưới chúng ta mới lệnh lên màn hình. Cho nên chúng ta sẽ câu tắt ở phần vị trí này, thì chúng ta sẽ thấy được đường hình ra ở đấy. Đây, tôi sẽ câu luôn từ đầu đến cuối cho anh em xem.
Tôi hay bỏ cái ấy đây, nhựa thông các thứ lên đây. Bỏ cái gì nhỉ? Nhựa thông, nhựa thông. Nhựa thông à? Ừ. Nhấc cái mấy cao ra cho dễ. Thực ra là Lexus thì chỉ có một vài dòng xe bản đủ thì người ta mới trang bị cái màn hình gối thôi. Thế cho nên là chúng ta vẫn cần phải lắp lắp đặt. Người có cái ly lông không? À có cái băng dính không? Băng dính nhỉ? Băng dính nhẹ à? Ừ. Có nhỉ? Ta có thể nhìn phần dây mát đây, chúng ta có thể câu vào chân GLD đây, GLD đằng đằng góc bên cạnh đây, GLD đằng góc bên cạnh chân mát đây, ghi rất là rõ ràng. Đây chúng ta sẽ cuốn cái dây đồng này lại một chút để cái dây mát vỏ này nó sẽ chìa ra ngoài. Và như này thì chúng ta có thể là tự về chúng ta có thể cắm đường màn hình gối hoặc bất kỳ một cái hình gì vào là chúng ta có thể đưa được hình từ ổ DVD này ra màn hình phụ đằng sau thêm bất kỳ màn hình gì. Đây thì như này thì chắc chắn là làm được, các bạn sẽ làm được 100% rồi. Còn nếu anh em muốn khi mà đi xem hình thì chúng ta sẽ dành một clip khác, một buổi khác. Hôm nay là đầu tuần ngày thứ hai cũng rất là bận nên là sẽ không có thời gian làm nhiều clip để cho anh em. Thì anh em thì nếu muốn xem thêm những clip khác thì hãy nhớ đăng ký kênh của Việt Anh Auto Tu, và để Việt Anh Auto Tu sẽ luôn cập nhật những cái phần hướng dẫn của những cái sản phẩm mới nhất để anh em có thể tự làm được hoàn toàn tại nhà, hoặc là anh em thợ có thể tự xem được làm được cho khách hàng đảm bảo được và chất lượng kỹ thuật tốt nhất. Cảm ơn anh em đã theo dõi.